Chủ tịch Hồ Chí Minh là người bảo vệ kiên quyết nhất sự đoàn kết của các lực lượng tiến bộ và cách mạng trên thế giới. Bởi vậy, trong di chúc, người căn dặn đảng ta phải ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác, Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý có tình. Giúp đỡ Đảng Cộng sản Trung Quốc, sau cách mạng tháng 8 năm 1945, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã ra đời. Vào thời điểm đó ở Trung Quốc đang có chiến tranh. Năm 1948, quân giải phóng nhân dân Trung Quốc bị sức ép rất lớn ở phía Nam nên Đảng Cộng sản Trung Quốc đề nghị đảng ta cử quân sang giúp cho cách mạng Trung Quốc. Nhận được yêu cầu này, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương đảng đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng tổ chức lực lượng sang để giúp bạn. Bộ Chỉ huy Chiến dịch chung với tên gọi Bộ Tư lệnh Khu thập Vạn Đại Sơn được thành lập gồm đồng chí Lê Quảng Ba làm Tư lệnh Chiến dịch, đồng chí Trần Minh Giang, cán bộ của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, làm Chính trị Ủy viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn Tư lệnh Lê Quảng Ba, cẩn thận, bí mật, đoàn kết, hữu nghị, thắng lợi. Tại Chiến dịch Thập Vạn Đại Sơn, từ tháng 6 đến tháng 10 năm 1949, bộ đội ta đã phối hợp với lực lượng địa phương của Giải phóng quân Trung Quốc tiến công quân của Tưởng Giới Thạch. Mục tiêu của chiến dịch là mở rộng vùng kiểm soát của Giải phóng quân Trung Quốc tại khu vực dãy núi Thập Vạn Đại Sơn tại ba huyện Ung Châu, Long Châu và Khâm Châu giáp biên với vùng Đông Bắc Việt Nam, tạo điều kiện phát triển lực lượng phối hợp với quân Giải phóng quân Trung Quốc khi đó đang tiến về phía Nam. Kết quả là chúng ta đã phối hợp với bạn chiếm được 10 trên 12 vị trí thuộc ba huyện Long Châu, Khâm Châu, Phong Thành, mở rộng vùng kiểm soát, tạo điều kiện thuận lợi cho Giải phóng quân Trung Quốc đánh chiếm hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây, góp phần vào việc giành thắng lợi cuối cùng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đưa đến sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào ngày 1 tháng 10 năm 1949. Ngày 14 tháng 2 năm 1950, tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thông báo rõ tình hình cuộc kháng chiến của Việt Nam và đề nghị hai nước Liên Xô, Trung Quốc trợ giúp Việt Nam kháng chiến, nhất là trợ giúp về quân sự. Lãnh tụ Stalin khi đó tuyên bố, yêu cầu của Việt Nam không lớn, nên có sự phân công giữa Trung Quốc và Liên Xô. Liên Xô hiện đang phải lo nhiều cho các nước Đông Âu. Trung Quốc sẽ giúp Việt Nam những thứ đang cần. Những thứ gì Trung Quốc chưa có, thì hãy lấy trong số hàng Liên Xô đã viện trợ cho Trung Quốc chuyển sang Việt Nam, và sẽ được Liên Xô hoàn trả. Từ tháng 5 năm 1950 đến tháng 6 năm 1954, Việt Nam nhận được 21.517 tấn hàng viện trợ quốc tế với tổng trị giá 54 triệu rúp từ Liên Xô, Trung Quốc và các nước dân chủ nhân dân khác để kháng chiến chống Pháp. Còn trong toàn bộ cuộc kháng chiến chống Mỹ, tổng khối lượng viện trợ quốc tế ước tính 2.362.682 tấn, trị giá 7 tỷ rúp, thì viện trợ của Trung Quốc chiếm khoảng trên 50% tổng số viện trợ nói trên. Còn lại là của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, Cuba. Làm dịu mâu thuẫn Trung, Xô, Liên Xô là nước xã hội chủ nghĩa diện tích lớn nhất thế giới. Trung Quốc là nước xã hội chủ nghĩa dân số đông nhất thế giới. Đảng Cộng sản Liên Xô và Đảng Cộng sản Trung Quốc là hai đảng cộng sản lớn của thế giới. Bởi vậy, mâu thuẫn Xô, Trung đã tạo ra sự thiếu đoàn kết trong hệ thống xã hội chủ nghĩa. Cuối tháng 9 năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh sắp xếp một chuyến đi bí mật sang Liên Xô. Người đã làm việc với ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô, tiếp đó đi cùng Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Nikita Khrushchev sang dự lễ mừng quốc khánh lần thứ 10 của Trung Quốc, ngày 1 tháng 10 năm 1959. Sau đó, lãnh đạo ba nước Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam gồm Tổng bí thư Nikita Khrushchev, Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh có cuộc họp tay ba ở Bắc Đới Hà. Tại cuộc họp này, người đã đưa ra ý kiến về một hội nghị quốc tế các đảng Cộng sản và công nhân, ủy nhiệm cho Đảng Cộng sản Liên Xô trù bị và tổ chức hội nghị này. Quan hệ Xô-Trung tạm giảm căng thẳng. Ngày 2 tháng 11 năm 1960, đại biểu của 81 đảng Cộng sản và công nhân đã gặp nhau tại Moscow, Liên Xô. Đoàn đại biểu Đảng Lao động Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu, cùng đi có các đồng chí Lê Duẩn, Trường Chinh và Nguyễn Chí Thanh. Tại cuộc họp này, việc tranh luận giữa hai đoàn Liên Xô, Trung Quốc diễn ra sôi nổi ngay từ đầu và mâu thuẫn trở nên gay gắt, hội nghị có nguy cơ tan vỡ, không đi tới được thông cáo chung. Lãnh đạo các đảng Cộng sản lớn và có uy tín ở phương Tây đều nhất trí đề nghị Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng ra dàn xếp các bất đồng tồn tại. Chủ tịch Hồ Chí Minh, với uy tín cao,
đã làm việc với trưởng đoàn đảng Cộng sản Liên Xô Nikita Khrushchev và trưởng đoàn đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Thiếu Kỳ. Kết hợp giải thích, thuyết phục và tìm các công thức thỏa hiệp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa hai đoàn Liên Xô, Trung Quốc đi tới đồng thuận và tuyên bố chung của hội nghị 81 đảng được thông qua. Các đoàn đại biểu quốc tế đều hoan nghênh và đánh giá cao sự đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thành công của hội nghị. Trong bài phát biểu trước hội nghị, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trong sự đoàn kết giữa các nước xã hội chủ nghĩa, giữa các đảng Mác, Lênin trên thế giới, sự đoàn kết giữa Liên Xô và Trung Quốc, giữa đảng Cộng sản Liên Xô và đảng Cộng sản Trung Quốc có một tầm quan trọng đặc biệt. Chúng tôi cảm thấy rất sâu sắc tầm quan trọng của sự đoàn kết giữa Liên Xô và Trung Quốc, chúng ta đều là anh em ruột thịt trong đại gia đình Cộng sản quốc tế. Để đánh thắng kẻ thù chung, chúng ta nhất định phải đoàn kết chặt chẽ. Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng ta. Tuy nhiên, mâu thuẫn Xô-Trung ngày càng căng thẳng. Đỉnh điểm bất hòa giữa hai đảng là cuộc xung đột đổ máu ở biên giới giữa hai nước Xô-Trung mùa xuân 1969 và từ đó hai bên đã coi nhau như thù địch. Tuy nhiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn giữ vững lập trường, đảng chúng tôi luôn luôn giáo dục cho cán bộ, đảng viên và cho quần chúng nhân dân lòng yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế vô sản, luôn luôn tăng cường đoàn kết hữu nghị với Liên Xô, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và các nước anh em khác. Vì vậy, trong di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn đảng ta phải làm hết sức mình để mà hàn gắn sự bất đồng đó và người cũng tin là các đảng anh em rồi nhất định sẽ phải đoàn kết lại. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong di chúc của người, trước sau như một, đảng ta luôn ủng hộ các đảng Cộng sản và công nhân và các phong trào tiến bộ xã hội. Đảng đã xác định rõ chủ trương quan hệ đối ngoại của đảng ta là, trước sau như một ủng hộ các đảng Cộng sản và công nhân, các phong trào tiến bộ xã hội trong cuộc đấu tranh vì những mục tiêu chung của thời đại, mở rộng quan hệ với các đảng cánh tả, đảng cầm quyền và những đảng khác trên cơ sở bảo đảm lợi ích quốc gia, giữ vững độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Hiện nay, đảng ta đã có quan hệ ở các mức độ khác nhau với trên 200 đảng ở 115 nước khắp các châu lục, trong đó có trên 100 đảng Cộng sản và công nhân. Đồng thời, đảng ta cũng thường xuyên tham gia các diễn đàn đa phương chính đảng như cuộc gặp quốc tế hàng năm của các đảng Cộng sản và công nhân trên thế giới, hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á, diễn đàn Sao Paulo của các đảng cánh tả.